Ở được chiếc thẻ này, cái thẻ lớn này chỉ là 3 thẻ nhỏ, cũng là ba thẻ, cũng là cái thẻ để đăng ký thôi, nhưng sẽ nó chỉ là ba thẻ nhỏ thì chắc tùy theo cái triệu chứng mà người bệnh mắc phải, ta chia làm ba thể nhỏ. Cái thể thứ nhất là thể khí uất, hay còn gọi là khí trệ. Bắt đầu từ 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 nhẹ đến đến nặng nhé. Khí uất là đầu tiên đấy. Cái triệu chứng đau thượng vị từng cơn, đau bụng trên từng cơn, lan ra bên mạng sườn, xuyên ra sau lưng. Đầu tiên là tính chất đau, đau vùng bụng trên, lan ra bên mạng sườn, xuyên ra sau lưng. Đấy là tính chất của đau. Kèm thêm gì? Bụng bụng đầy trướng lên. Bụng đầy trướng là khí trệ, không lưu thông, bụng trướng, hơi ở chua. Khí nó trệ lại không thông thì sao? Nghịch lên trên. Thông thường là gì? Biết là cái sinh lý của lục phủ là gì? Lục phủ là 6 cơ quan rỗng ở cơ thể, bắt đầu từ dạ dày này, là vị này, đờm là túi mật này, tiểu trường là ruột non này, đại trường là ruột già này, và tam tiêu. Thế thì lục phủ dị thông vi dụng, lục phủ tức là 6 cơ quan rỗng đấy, 6 phủ cơ thể. Dị thông với dụng tức là lấy thông làm tác dụng, tức là gì, sáu cái cơ quan rỗng này, sáu cái phải được thông theo chiều từ trên đến dưới.